Mình cũng không biết làm sao mà bên luật sư với bên chị Quỳnh và Nax có thể chứng minh được cái điều là họ không có quan hệ tình dục trong khoảng thời gian đó, nhưng mà họ đã làm được điều đó. Các bạn có tin là chỉ vì cái cặp đôi này chứng minh được là họ không có cái ấy trong cái mối quan hệ của họ? Mà đã khiến cho tòa tin và thắng được thẩm chú để nhận được thần chú nhân. Điều tiên. Nếu mà chưa tin á, thì trong ngày hôm nay cái video clip này mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện của cái cặp đôi này nha. Đây là cái câu chuyện dựa trên cái dữ kiện có thật và mọi thứ được đăng công khai trên cái trang web của Tòa án Liên bang Canada. Mình sẽ để cái thông tin ở đây. Nếu như các bạn nào có thích thú muốn tìm hiểu thêm, muốn đọc thêm về cái hồ sơ này thì các bạn có thể lên để mà đọc nha. Và tất cả những cái thông tin mình nói trong video clip này là từ những dữ kiện đã được công bố công khai trên trang web, bao gồm kể cả tên của hai nhân vật. Không chỉ là vấn đề là đọc để mà tìm hiểu thêm thông tin, những bạn nào thấy cái trường hợp của mình á giống với hai bạn trong cái hồ sơ kiện này á, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái case này. Các bạn có thể quote cái case này trong cái thư giải thích hoặc là trong cái lập luận của mình với sở di trú. Đây là một cái nền tảng pháp lý rất là vững để các bạn có thể phản biện với sở di trú nếu như các bạn bị dính giống cái trường hợp của hai bạn này nha. Cực kỳ thuyết phục. Câu chuyện nó bắt đầu từ năm 2021 khi cái nhân vật chồng trong cái hồ sơ này gọi là bạn X, bạn ấy nộp hồ sơ TR2PR. Nếu như các bạn nào còn nhớ thì năm 2021 là cái năm mà gần như sở di trú họ in thẻ PR họ cho free. Được. Hào án. Cái đợt đó nó có một cái đợt 75 điểm cho Express Entry, và sau đó mấy tháng thì có một cái đợt là họ nhận vào 90.000 hồ sơ cho PR. Thì cái bạn nam này, bạn ấy cũng nộp cái hồ sơ TR2PR đó và bạn ấy có PR. Thì trong cái hồ sơ nộp TR2PR của bạn nam này thì bạn đó khai cái bạn nữ này tên là Thị Như Quỳnh Nguyễn. Thì cái bạn nam này khai bạn Quỳnh là người yêu cũ, có nghĩa là khai common law nhưng mà làm cái mối quan hệ cũ rồi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Thì cái hồ sơ đó nó cũng không có vấn đề gì hết. Sau một thời gian xử lý thì cái hồ sơ PR của bạn nam này được chấp thuận và mọi thứ nó cũng rất là suôn sẻ. 2000 years later. Cái rắc rối nó bắt đầu từ khi mà bạn X được cấp PR rồi và sau đó bạn ấy gửi hồ sơ bảo lãnh vợ chồng cho bạn Quỳnh. Toàn thật rồi bố em mà. Khi mà sở di trú họ xem xét cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng á thì họ nhận thấy một cái điều là bạn Quỳnh và bạn X hai người vẫn chung một địa chỉ từ trước giờ. Ảo thật đấy. Họ lật lại cái hồ sơ TR2PR cũ của bạn X và họ thấy là bạn Quỳnh và bạn X vẫn sống chung với nhau cùng một địa chỉ từ trước đến giờ, cho nên họ suy nghĩ theo cái hướng là hai người này vẫn sống một cái mối quan hệ như vợ chồng từ trước đến nay và hai người chưa bao giờ có cái chuyện là chia tay, chưa bao giờ có cái chuyện là breakdown của cái mối quan hệ đó. Và vì là như vậy cho nên cái thời điểm bạn X làm TR2PR, bạn ấy vẫn đang có một người common law là bạn Quỳnh, mà ngay cái thời điểm đó bạn ấy không khai bạn Quỳnh, cho nên bây giờ bạn Quỳnh không đủ cái điều kiện để được nộp đơn xin PR theo chương trình bảo lãnh vợ chồng. Và vì lý do đó họ từ chối hồ sơ bảo lãnh vợ chồng của bạn Quỳnh. Sau đó thì hai bạn mới kháng cáo ra tòa án liên bang. Thông thường cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng và trong nước không có thể đi qua tòa di trú được với các bạn, cho nên là chỉ có một cái option duy nhất là kháng cáo ra tòa án liên bang thôi. Và tòa án liên bang chấp nhận thụ lý cái vụ khiếu nại này. Khi mà bạn Quỳnh, bạn ấy đưa vụ việc này ra tòa để mà khiếu nại thì bạn ấy lập luận là bên sở di trú họ đã hiểu sai hoàn toàn về cái mối quan hệ của bạn Quỳnh và bạn X. Bạn Quỳnh bạn ấy lập luận là việc họ vẫn sống chung nhà sau khi chia tay không có nghĩa là hai người vẫn còn cái mối quan hệ vợ chồng. Và đặc biệt bạn ấy nhấn mạnh là bạn ấy không còn bất cứ một cái sự gần gũi nào liên quan đến chuyện vợ chồng, chuyện tình dục. Cho nên là không thể nói là bạn Quỳnh và bạn X vẫn có cái mối quan hệ vợ chồng được.
Ngoài ra thì luật sư của Quỳnh cũng lập luận là từ tháng 1 cho tới tháng 5 của năm 2021, mặc dù hai người vẫn sống chung, vì tình hình lúc đó Covid đang cao điểm, họ không thể rời ra và kinh tế lúc đó cũng rất là khó khăn, cho nên là họ sống chung để chỉ chia sẻ chi phí thôi. Và họ chứng minh là giữa chị Quỳnh và anh X không hề có bất cứ một cái quan hệ tình dục nào trong khoảng thời gian đó, cho nên không thể gọi họ là common law được. Mình cũng không biết làm sao mà bên luật sư với bên chị Quỳnh và Next có thể chứng minh được cái điều là họ không có quan hệ tình dục trong khoảng thời gian đó, nhưng mà họ đã làm được điều đó. Và cuối cùng, kết cục của câu chuyện này là thẩm phán đã tin là chị Quỳnh và Next không hề có quan hệ tình dục trong xuyên suốt mấy tháng trời đó, cho nên suy ra họ không phải là mối quan hệ common law. Nếu các bạn đọc cái dữ kiện của tòa đó, các bạn sẽ thấy là bên thẩm phán họ đưa ra ba cái lập luận chính. Cái lập luận thứ nhất, người thẩm phán họ nói là sở di trú đã sai khi mặc nhiên khẳng định là chỉ vì hai người đó sống chung mà coi họ là vợ chồng là không đúng. Họ nên phải xem xét tới những yếu tố khác nữa mới có thể đưa đến quyết định đúng là hai người này có phải là vợ chồng hay không. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là cái chuyện quan hệ vợ chồng. Cái thứ hai, thẩm phán họ lập luận là nhân viên sở di trú họ đã không xem xét kỹ những bằng chứng mà anh X và chị Quỳnh đưa ra trong cái hồ sơ. Mặc dù là họ có nộp những cái bằng chứng là chia sẻ chi phí này kia, nhưng mà không có cái bằng chứng nào để khiến cho sở di trú họ có thể đi đến kết luận là hai người này vẫn có cái mối quan hệ vợ chồng. Cho nên trong cái thời điểm 5-6 tháng trời đó, họ chỉ đơn thuần là hai người bạn sống chung nhà với nhau thôi. Wow. Và cái thứ ba, người thẩm phán họ nói vì cái vấn đề không xem xét kỹ bằng chứng, cho nên sở di trú họ đã đưa đến một cái quyết định sai lầm. Nếu như bên sở di trú họ nhận định đúng về cái mối quan hệ này, thì có thể ngay từ đầu họ sẽ không từ chối cái hồ sơ bản án vợ chồng của chị Quỳnh. Cái điều đầu tiên mình thấy á, là các bạn có để ý là sở di trú họ xem xét rất là kỹ những cái chi tiết mình khai, và thậm chí cả những cái chi tiết mình khai trong quá khứ nữa. Vì cái hồ sơ ban đầu của bạn X bản khai là Tiatupia, sau đó một thời gian rất dài khi mà làm bảo lãnh vợ chồng, họ vẫn quay ngược trở lại cái hồ sơ Tiatupia để họ nói là ồ, thời điểm đó là bạn X đã sống chung với bạn Quỳnh rồi. Cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Cái thứ hai mình thấy là một khi các bạn có cái vấn đề về hồ sơ của mình, các bạn phải tranh đấu cho nó tới cùng. Những cái nào mình cảm thấy mình sai 100% rồi á, thì mình không dám nói là các bạn tranh đấu. Nhưng mà những cái mà nó có thể đi theo hướng nào cũng được, tùy vào cái lập luận của mình á, thì mình nghĩ các bạn phải nên tranh đấu tới cùng. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thật sự ra cá nhân mình không nghĩ là hai bạn này có thể thuyết phục được quan tòa về cái vấn đề chuyện vợ chồng như vậy. Tại vì cái chuyện vợ chồng là cái chuyện rất là khó để chứng minh. Làm sao mình có thể chứng minh được là mình không có quan hệ vợ chồng trong suốt thời điểm đó. Mà mình cũng không ngờ là hai bạn này bạn đã làm được. Và cũng cảm ơn hai bạn này. Từ cái vụ kiện của hai bạn này, mình đã có cái dữ kiện này. Và đây sẽ là cái tiền lệ cho những bạn về sau, những cái case về sau mà nó có những cái chi tiết giống như cái hồ sơ này. Mình nghĩ những bạn nào mà sắp sửa làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng hoặc đang làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng mà có thể dính những cái rắc rối giống như bạn Quỳnh và bạn X này á, thì nên sử dụng cái case này trong cái hồ sơ của mình khi mình lập luận, khi mình viết thì giải thích để chứng minh cho sở hữu thấy là mình không có bị như vậy. Mình biết là vấn đề common law là vấn đề rất là phổ biến luôn. Và cái khái niệm này nó hơi khác với cái suy nghĩ của phần lớn người Việt Nam của mình. Tại vì người Việt Nam của mình luôn luôn suy nghĩ là khi nào mình phải có đám cưới chính thức, mình phải có hôn thú thì nó mới gọi là vợ chồng. Nhưng mà luật pháp của Canada, khi mà hai người sống chung với nhau từ 12 tháng trở lên có quan hệ tình dục là nó đã coi mình là common law rồi. Và mình nghĩ là những bạn nào đang trong một cái mối quan hệ, đang ở chung với một bạn gái, bạn trai, thì chắc chắn là sẽ bị dính common law. Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình phải khai làm sao cho nó hợp lý cái hồ sơ của mình. Nếu như bạn không chắc thì các bạn nên tìm một người có chuyên môn. Các bạn có thể liên hệ với anh. Nice. Để họ sẽ hỗ trợ mình để làm sao mình viết cái câu chuyện cho nó hợp lý nhất, khớp với những gì bạn đã khai trước đây, khớp với cái mối quan hệ của các bạn, và nó sẽ khiến cho cái hồ sơ của mình nó sẽ không có bị di trú nghi ngờ, và để đừng có để giống như hai bạn này. Cái cuối cùng thì mình nói cho vui thôi nha,
Có bao giờ các bạn nghĩ là cái chuyện tình dục nó quan trọng tới mức như vậy không? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vì cái chuyện tình dục hay là cái chuyện thiếu tình dục mà khiến cho cái cặp đôi này được thành công, thuyết phục được thẩm phán để đứng về phía họ trong cái hồ sơ bà đánh vợ chồng. Thì đây là cái video ngắn mình muốn chia sẻ một cái câu chuyện có thật của cặp đôi này thôi. Nếu như các bạn nào cần tư vấn thêm những vấn đề về hồ sơ bà đánh vợ chồng thì các bạn có thể liên hệ với tụi mình qua Facebook Vietcan Immigration, hoặc là có thể gọi điện thoại ở số 647-227-0866. Tụi mình sẽ luôn sẵn sàng để mà tư vấn cho các bạn. Và lần đầu tiên tụi mình tư vấn, tụi mình sẽ không có lấy một đồng nào hết. Nếu như các bạn cảm thấy cái video này có ích thì hãy chia sẻ cái video này. Và nhớ nhấn like, subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo của Justin. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.